Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai, 27 tháng 3. Xin chúc cho anh em một tuần mới tràn đầy năng lượng và luôn gặp nhiều suôn sẻ trong công việc. Hôm nay em soạn được một ít hàng thập cẩm để giao lưu với anh em. Cách thức giao dịch bên em: một, chuyển khoản đủ free ship; 2, code tức là thu hộ và nhận hàng trả tiền thì cọc giùm em 100k giá trị dưới 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí code anh em tự chịu. 3, anh em có thể tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em, và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, anh em thông cảm. Và nếu mà có thể là anh em chưa tin tưởng thì có thể là vào xem kênh cho vui, để xem có nhiều Zippo sản phẩm hơn. Thì cái đó em cũng xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều rồi. Rồi, em xin vào việc luôn nha. Giờ không biết lấy cái gì ra trước nhưng mà giờ lấy hàng tồn trước đi. Đầu tiên em lên một con Slim lắc cây bạc sản xuất 2003, tình trạng là lớp mạ bạc còn rất đẹp và có cấn dâm limited 2324, lề lối ok, khắc ăn mòn chủ đề về trái tim. Ở trên lắp trên này nó có nhẹ cấm dâm kim ha, và ở đây cũng hơi cấn nhẹ xíu. Tồn thì bán giá tồn nha anh em, tồn là cho bay đi luôn, không có cho tồn. Rồi, tồn là giá banh nóc luôn. 203 chồng nguyên zin chưa sửa chữa ha. Số 1 203, mã số 1 208, này thì tồn. Tồn tiếp nè, tồn tiếp nè, tồn mà. Một em Slim 80 có dâm nhẹ, đây có cấn dâm 2 điểm ha, dưới một đáy nó cũng có dâm nhẹ nha anh em. Thập niên 80 là như vậy là cũng còn ngon lắm rồi. Con này sản xuất 81 nha anh em. Động ok là được rồi, răng cỏ ok. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời, nguyên zin. Về mồi thuốc đốt nhang các kiểu, đốt nhang yêu cũ luôn. 981, mã số 2, 300k. Tồn. Em này hơi đẹp anh em ơi, nhưng mà chắc cái video đó em lên nó ít anh em xem, và cũng có những anh em chắc không chuộng Slim đắt cây bạc, chắc
ăn mòn full nắp, chủ đề Zippo. Chủ đề này cũng là thuộc chủ đề cross đó. Em này quá đẹp. Dòng emblem thì nó cũng có giá trị. Nhiều anh em thích chơi emblem. Ruột lệch 2000. Ruột lệch 2000 nha anh em. Bỏ 2 đã 1. Xem giờ lệch 5. 2001, mã số 3. 350. Con này một con HB, chủ đề về con khác ăn mòn và chủ đề con dấu Hawaii, sản xuất năm 83, heo vàng, nó có dâm nhẹ ha, hay có dâm nhẹ thôi, lớp mạ chrome HB còn rất là đẹp, nắp thì đẹp luôn, ở dưới một đáy thì có dâm vài điểm thôi. Và thường là những con thơ, những cái con số như vậy thì nó có giá hơn những cái con cùng đời. Ví dụ như 80 hay là 81, 82 thì 83 nó sẽ là cao giá hơn. Bởi vì nhiều người ta sẽ chơi theo mấy cái gọi là cái số nè. Nhất là 1968 nè, là lộc phát ha. 1979 là thằng tài lớn. Rồi 1983 là phát tài. Tại vì theo kinh nghiệm bán hàng mà nhiều năm của em thì đó là những cái dòng mà tính ra là những cái con mà nó ngang nhau á, ngang tình trạng với nhau á, và là ví dụ như là trơn bình thường thôi, thì những cái con số đó nó lại cao hơn những cái con kia, lạ thế. Tại vì nói chung là nhiều người chơi thì họ thích cái số đẹp nữa. Kinh nghiệm đó thì bán hàng nhiều năm của em chia sẻ như vậy. Còn ngay cả những anh em bán hàng khác thì cũng nhận định được là những cái con như vậy thì giá nó sẽ cao hơn. Ví dụ như 1968, 1979, 1983 là nó những cái con đó thì nó ngang với dòng của nó đó, và ngang tình trạng với nó thì nó sẽ nhỉnh hơn. 1983 số 4, 450. Con này còn cực đẹp luôn. Con này sử dụng hai mặt chữ, ruột hai mặt chữ, sử dụng 8 miếng. Rồi thì Gula, em là một con chrome phai xước emblem chủ đề và quân đội dán thêm ha, sản xuất năm 96. Emblem này được là đồng trắng men, chủ đề về bộ tư lệnh không quân chiến lược của Hoa Kỳ. Lề lối ok đẹp. Trên này nó có hơi dâm nhẹ nha. Ở đây cũng có dâm nhẹ. Một đáy thì ok hơn. Trên nắp thì 1 điểm, 2 điểm. Mặt sau thì nó có hơi xước xác xíu. Ruột cũng còn đẹp. Ruột trùng năm nha anh em. Okay.
1996 mã số 5 500. Rồi em lên một con xả chrome xả, nhưng mà còn cái lớp sơn nó vẫn giữ lại, tại vì nó không ăn vô lớp sơn nha anh em, tại vì lớp sơn được che lại cái chỗ khác ăn mòn này, thành ra nó quá chất nó không thấm xuống được, nên nó giữ lại được lớp sơn, chứ không là nếu mà nó thấm là nó bóc được lớp rơm lên luôn rồi, là nó sẽ bay lớp sơn. Thì con này nó có tình trạng của nó là nó hơi dăm nhẹ, cái khúc này em không dám đánh sâu thì sợ nó mòn vỏ nhiều, nó hơi dăm thôi ha. Lề lối ok, góc cạnh thì bao đẹp, kia chữ sạch nữa nè. Sản xuất năm 99. Đây mặt sau nó cũng hơi dăm nhẹ nha anh em, nhưng mà sử dụng thì khá là ok. Bánh đứt tay luôn, bởi vì thay bánh xe rồi, thay bánh xe linh kiện nha anh em. Ruột trùng 5, spa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Con này xả rơm nha anh em. Bánh bán đứt tay luôn. 1999. Mã số 6. 500k. Đây. Đây con gì vậy? Đây, con này đi, con này cũng đẹp. Để xả. Đưa đây này, đưa mượn cái máy coi. Cho em 5 phút. Rồi. Tiếp diện đây. Một em rep 41. Replica 41 ha. Cái này khá ăn mòn nha anh em. Cách trên nắp và 2 mét. Mét nắp trên và dưới. Con này thì con này lúc trước hình như là mã bạc gì. Mà về thì nó lòi niken rồi. Em đánh sơ cho nó đẹp hơn. Nó có cấn dăm trên. Và nó cũng hơi sức sát nhẹ. Con này nó có cấn. Cấn nè. Góc cạnh nó cấn nhiều, nhưng mà nó được cái là sản xuất 2014. Mà bây giờ cái bát nó có sức sát. Bộ đốt 7 lỗ bánh xe sổ chỉ. Ruột rep này chuẩn đời nha anh em. A 14. Ruột trùng 5 tháng ha. Ruột thì spa lại rồi. Cho nó đẹp. Con này có giá 500 ngàn.
em muốn new á thì em có dòng 22 mà chrome phay xước 600.000 và một loại rep 41 sơn nhám sơn black rackle á. Mà tại vì dòng này nó 500.000 là tại sao dòng này là dòng trước. Cái mọc này nó vẫn còn là mọc bass 2003 2695. 2014 Red 2014 mã số 7 500.000. Rồi sẵn em lên con Titan. Con này cũng đáng chơi. Con này là mã Titan, mã nhám và bóng ha. Tổng thể của nó là nhám hết. Còn rất đẹp. Không cấn mớp nha anh em. Và lớp mã Titan nó vẫn còn đẹp ha. Cắt ăn mòn tiện vàng. Chủ đề Zippo và Titanium Coating. Con này em qua sử dụng thì thấy nó cũng khá ít á. Qua sử dụng hết. Sản xuất 209, ruột trùng 5. Con này mà tình trạng ví dụ như là tình trạng new á thì tầm cỡ khoảng 1.500.000. Kiểu mà Titan này, kiểu mà hai màu vậy, mà nhám vậy. Rất là đẹp á, cầm bên ngoài rất là đẹp. Cái màu nó mạ nhám, cầm nó chặt tay lắm, nó không có trơn, khá là đẹp. Không cấn mớp nha anh em, lớp mạ vẫn còn đẹp luôn ha. Cốt này em chưa làm luôn nè, em để cốt zin nè. Anh em ok thì chốt thì yêu cầu thì em thay cốt, em làm cốt lại cho. Cái này chắc không phải thay cốt đâu, không cần thay cốt đâu, bóp chống lề lại là giữ lại cốt zin. Cái độ rơ của nó không phải rồi quá dữ, bóp chống lề lại là ok. 1 phút 30 giây. Con này 8 sĩ anh em. Kiếm một con Titan đẹp như vậy á thì chỉ có new thôi. New nó là mắc hơn. Còn giá này thì như vậy là quá là, đối với em rất là đẹp. 2009 mã Titan này, Titan khắc ăn mòn nha anh em. Tiệm vàng 2009 mã số 8 800. Rồi lên con gì nữa ta. Rồi. Chủ đề về công ty chuyên sản xuất đồ cho lính. 15 La Mã. Này nó có cấn dầm à. Có vài điểm cấn dầm nha nè. Sản xuất năm 99, tình trạng nó đã spa. Đẹp ha anh em. Và được cái limited 3 số. Chuyên sản xuất đồ lính. Chuyên sản xuất đồ cho lính. Âm chuông. Rồi bánh bán dữ. Bánh zin nha anh em. Cái nào thay thì em sẽ báo thay nha. Lời lãi hơn không được nhiều đâu, mà quan trọng cái uy tín thôi. Ruột trùng 5 nha anh em.
đồ cũng còn đẹp, âm chua. Chủ đề này cũng hay á, chủ đề liên quan đến quân đội, đồ lính, sản xuất cho lính. Cái này về mít thêm một cái emblem quân đội lên nữa cũng đẹp. Cái này khá ăn mòn nha nè, limited 3 số 1999, mã số 9, 600k. Xả hàng. Rồi em lên một con chủ đề quân đội nữa. Con này HB nó có sức tơ nhiều của dòng HB và được khắc ăn mòn chủ đề, các hàng màu đổ sơn, nước sơn còn rất là đẹp. Chủ đề về căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Bapep Point. Nó hơi xước anh em. Lề lối đẹp. Nó cũng dầm mà. Ở đây có téo một cái dâu. Chỗ này có nhiều không có gì, thật sự thì nó cũng cạn chứ nó không sâu xít gì, không có cấn mớp gì nặng, được cái rớt vô cái chủ đề quân đội. Nó có xước nha anh em, số 5 nhiêu đây, 91 anh em, 91. Ruột trùng 5 rõ bạch nha, không phải ruột mờ. Chủ đề quân đội hay, chủ đề quân đội nó rất là nhiều. Những con Navan căn cứ hải quân chứ không phải không quân, Navan hải quân. 1991, mã số 10, 600. Rồi em lên một con xả Chrome nữa, chủ đề xin theo máy, sản xuất năm 99 luôn. Con này thì đẹp hơn cái con xả kia. Ở đây nó có cấn nhẹ thôi, nó hơi cấn nhẹ thôi. Con này cũng thuộc âm chuông. Chính trùng 5 nha anh em, rồi cũng còn đẹp. Rồi em lên một con 97 xuất thị trường Nhật. Con này nó hơi dâm nhẹ nhưng mà cái lớp rơm nó khá là đẹp. Chủ đề về ca hát gì. Nó có dâm nhẹ. Bù lại cái lớp rơm nó rất là đẹp luôn. Anh em không thích hình thì có thể về xả sơn lính điện để làm rơm. Cũng là thuộc chuông luôn á, cũng hay á.
tại vì nó làm nó có một lớp sơ tĩnh điện này, nó làm giảm âm chút xíu. Cái nết con này là cũng la lắm. Ruột trùng 5 97 ha, nguyên zip. Nói chung con này nó tổng thể nó hơi té do té tí xíu. Bán nay nghỉ, bán nay hết mai nghỉ, mốt đi Mỹ tho. 1997 mã số 12 550. Bán rẻ cho lỗ coi chết nào biết liền. Chết chủ hết chứ mẹ. Rồi, một em một 1992. Con này lúc trước nó mạ cái lớp này nè. Lớp này nó mà bóng mà kiểu nó mạ như là sapphire á. Xả sơn nó không ra. Quấn bài nó giờ nó hơi lòi động xíu. 2 mét này. Không sao, cũng đẹp. Chủ đề có màu luôn, vừa hồng vừa vàng luôn. 992. Ở đây có dây của chấm kim. Con này cũng hơi cấn dâm nhẹ thôi. Bay nó cũng còn khá đẹp. Dưới hả? Tổng thể cũng ok. Một 992 mã số 13 507. Lên một con sơn tĩnh điện, cái lớp sơn này nó hơi dày nhưng mà em soi là nó tầm, tại vì nó không có cái dấu dập á, nó chỉ tầm cỡ chừng 88 tới 90 thôi, cái nét của nó không có dài. Và cái ruột này nó đi là cái ruột 89, nó dính gì là nó dính gì à, chứ không phải là nó đem chùi cái lớp rơm của cái lớp sơn này nó còn đẹp lắm. Ở ngoài mắt kia mà không thấy, đưa cho camera cái nó thấy liền luôn. Chủ đề này thì cũng không biết chủ đề gì, chủ đề này cũng lạ nha. Dơ thôi, nó dính cái gì vậy, còn sót mấy không, chứ không phải là chạy ngay cả ngay chỗ lề mà nó còn đẹp nữa. Vỏ này đẹp, em thấy nó không có cống mớp luôn, lớp sơn nó hơi dày nhưng mà nằm tầm cỡ 88 tới 90 vậy. Đồng ruột 89 trùng mà. Ủa là ruột 89 chứ, đâu biết vỏ nhiêu đâu mà trùng. Nhắm mà từ 88 tới 90 mà dám là ruột trùng. Ruột 89 nha anh em, căn cứ 89 nha.
89 mã số 14 650. Con này anh em không thích xài thời gian thì xả ra flash, nở như đồng zin nè, không qua xi mạ gì hết. Trời, cái rít dài dữ. Một em lòi xéo 88, cắt ăn mòn, chủ đề Zippo, đã spa Niken. Ở đây có tán dấu, một dấu, cái là mấy dấu kim nhẹ thôi. Nói chung là cũng đẹp chứ không có thôi. Tám chuẩn luôn, rõ năm nha, rõ năm nha anh em, nguyên zin trừ cái cúc lề nha anh em, cúc lề thì em thay rồi nha. Cúc lề không quan trọng lắm đâu, nhiều anh cứ quan trọng cái cúc lề em cũng không hiểu sao, quan trọng giùm em ba món được rồi, bản lề, lưỡi gà, bánh xe là ok rồi. 1988 mã số 15 bao nhiêu, 850. Rồi xéo 8 mét nha nè, ruột rõ chứ không phải là ruột mờ đó. Rồi em lên một con HB cắt ăn mòn zin hãng chủ đề Hawaii, sản xuất năm 94. Tình trạng nó rất là đẹp. Tình trạng nó khá là đẹp nha anh em, không thấy một lỗi gì luôn. Xước thì bắt buộc dòng HB là nó phải có, ngay cả những con mới vẫn có xước, chưa qua sử dụng nhưng mà nó vẫn có xước. Năm con này cũng hay, con này đá yếu thì giờ bánh xe này còn bán, bánh xe răng này còn bán, đá yếu rồi. Anh em cứ chốt bao bánh xe zin cho anh em mà nó bán nha, bây giờ em test cục đá khác. Nãy giờ lâu rồi, giờ mà đi quần lấy cục đá ra là chắc một hồi, cái clip này nó dài đằng đẵng luôn. Hawaii đẹp nha anh em, con này đẹp lắm á. 1994 mã số 16 650. Trời ơi cái gì vậy? Ủa 16 con luôn rồi hả? Rồi. Anh em mừng mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh cho em xin một lượt đăng ký, like càng tốt và share càng tốt hơn nữa, là cảm ơn anh em rất là nhiều, và xin hẹn anh em ở những video sau. Xin chào tất cả anh em.